Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi lại nhân vật bệnh nhân. Trời ơi, một cái nhân vật gọi là Spider-Man đó. Mọi người xem cái bộ phim đấy chưa? Nó rất là cổ điển. Giờ ai bảo là không biết Spider-Man thì chắc là không có cái trường hợp đó xảy ra đâu ha. Một cái nhân vật gọi là bị con nhện cắn, xong rồi bò lên tường làm siêu anh hùng, giải cứu người yêu, giải cứu cái địa phương mà nơi anh chàng này anh sống, đúng không? Đó là người nhện thôi. Còn trong game này là bệnh nhân mọi người. Cũng có khả năng đu dây đu qua địa hình. Nhưng mà mọi người cũng chơi, mọi người phải chọn map để mà chơi nhé. Như chẳng hạn như cái map này thì không biết sao nhưng mà cái gu mình không phải cái map này lắm. Rất là thoáng đáng và địa hình cũng không gọi là quá cao, đúng không? Thật sự không cao lắm. Rồi rồi, một bộ skin COA mình vừa mới mở được trong cái đợt COA vừa rồi. Gì đấy, vừa mới vào. Ở cái màu trắng thì mọi người sẽ đát, còn màu cam thì sẽ leo qua địa hình nhé. Nhưng mà ở dưới mà vướng vật cản là mình sẽ bị khựng lại. Chính vì vậy là mọi người phải canh chỗ nào thoáng đáng hơn đâu. Ngày xưa còn hay cầm nhánh 6 thì giờ thì không dám hết rồi, đúng không? Giờ thì em cứ nhánh 9 cùng quất. Hôm nọ chơi còn gặp lính thuê 12-3, giời, quá sợ. Thôi đu thôi. Thoát khỏi thế giới của tượng thôi. Giờ là Happy New Year tới nơi rồi, bà còn mặc cái skin Merry Christmas. Là em chưa kịp cheat nữa là em đã mệt rồi đó. Thả tên. Bà nội sẽ cho cháu biết thế nào là lễ hội. Vô 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 cho Việt Nam. Ủa, ôi, chỗ này không đu sang bên đấy được à? Thật là ảo quá đi. Sao mà nhiều thứ phải xử lý. Ây da, trời. Ủa, màn hình tối thui thui lùi nè, khổ ghê vậy đó. Dìa ca máy xa. Xin lỗi ha, ở đây đẹp chứ không có khùng. Nhưng mà có vẻ đồng đội xa phết nhờ. Căng rồi, căng rồi, căng rồi. Có vài chỗ kiểu thoáng mình đụi đu không được là làm sao. Người nhện này hơi shopee rồi. Hôm qua em kể mọi người nghe một cái câu chuyện rất là buồn cười. Đó chính là em đặt gà rán Lotte về phòng em ăn. Thì mình bảo là anh để từ nha. Nữ chủ tế đi cứu em à. Hay quá. Rồi. Run. Let's run. Ủa? Trời ơi, nó vẫn không, con tiện tì nó vẫn không buông tha cho bổn cung. Khúc này mà kẹt là mình chịu nha. Có lên không? Nó có đuổi không nhở? Ui, cái tàu đi. Trời ơi là trời. Trời, nó soi luôn bà nội mới ghê chứ. Bà là bà xịt keo hóa đá luôn các cháu à. Ôi ôi, nó xả tượng như là phát tiền từ thiện vậy đó má. Kinh khủng. Thôi. Xui thật chứ. Soi ai cũng soi chúng mình. Ngày hôm nay thì quên, ngày hôm qua mình đặt Grab Lotte mình ăn. Không ngờ một cái chuyến Grab đó mà mình bảo là mình anh cứ đứng đầu đường đi, em ra em chờ. Thế là mình ra đầu đường mình chờ thì mình thấy hai anh Grab đứng đấy, cùng mình chả biết anh nào với anh nào. Thông thường thì người ta có thể là nhìn mặt hoặc là nhìn biển số xe của cái anh Grab, đúng không? Nhưng mà mình thì không có. Kiểu mình chạy ra mình kiểm biển số thì mình thấy cũng ngại ngại. Thế là mình bắt đại một anh. Anh ơi, anh giao đồ ăn đúng không? Anh kêu đúng rồi. Mọi người biết sao không? Mình hí hửng, mình kêu vậy em gửi tiền rồi nha. Anh ấy xách ra hai bịch trà sữa. Cái mình kiểu ủa, anh ơi em không có nhận, em không có order trà sữa. Giờ không ngờ là cái anh ngồi đằng sau nó cũng không có cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà kiểu mình ngại đâm ra
Mình cứ tưởng anh này giao gà lót te, mà ai ngờ đâu anh giao gì bánh tráng trộn với cả là trà sữa. Khổ vậy đó. Ủa, mà câu chuyện của tôi hình như nó hơi bị lãng nhách. Nhưng mà không sao, không sao. Có content để kể. Chẳng qua là sống ở gần những khu vực thành phố thì mấy cái dịch vụ này nó nổi thôi, chứ ở chỗ gần nhà mình thì không có. Có nhưng mà nó không có được thịnh hành. Trời ơi, mang tiếng chỗ tôi cũng thành phố đồ đó, mà không có một cái rạp CGV. Trời ơi, buồn dã man. Cái gì đấy? Không có đủ tài năng thì đừng đấu với chị. À quên, đừng đấu với bà. Giờ cháu là cháu tức bà lắm đúng không? Quý eo ý, 8%. Trời ơi, bà bực mình lắm rồi nha. Galati thì thật sự nó khó chịu dã man. Mọi người vừa phải cai một cái tượng, một cặp tượng thường, và sau đó phải cai thêm, nếu mà bạn nào tạo tượng hoàn hảo là phải tạo thêm một cặp tượng hoàn hảo nữa. Đấy, tính ra là mình phải né 3 cặp tượng đúng không? Rất là nhiều thứ mà xử lý. Trời ơi, ai support cho em với. Máy nổ rồi à? Máy nổ rồi. Ok. Lên. Quá trễ. Reboot thôi. Reboot cái clip này liền. Đôi mắt nó đỏ như bộ đồ nó vậy đó trời. Ui, cái hitbox gì mà nhanh thế. Thôi em bay rồi, mọi người đi đi, con tiện tì này. Dáng làm đáp ứng đầy vào lãnh cung. Ô, Tele, có ai cứu em không? Yeah. Em phải đi về một nơi xa, em không thể sống như thế. Trời ơi, I'm still alive. Hay quá. Mình cứ nghĩ là mình sẽ bỏ mạng ở đây rồi chứ. Vô thôi, cái cổng đó là để tôi bấm. Bà ra kia chơi. Ôi, đúng là người nhện và những người đẹp, đúng không? Mình thích em ấy, cái skin của chị 11 này mà nó không có ra, buồn ghê. Đợt cầu này ra bệnh nhân trời ơi, tổn thương sâu sắc. Wow, được cặp đôi tiên tử hiêu cho đó, quá sướng đúng không? Cứ nghĩ là mình không bay luôn rồi, chứ không ngờ vẫn còn cơ hội để được vào cổng. Cảm giác rất là thích. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá. Ôi, mấy bà ơi, mấy bà. Ồ, bạn Hunter người Việt nè. Quá kem. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá. Em sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả mọi người xem. Cút. Ồ. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai với Ranh nha. Trời ơi, cái clip hồi nãy á là từ mùa trước tới giờ á, cái clip mà từ cái tên bà nội đó, thì trong tương lai là dư bóng đèn em đổi tiếp. Thực ra thì mình có rất là nhiều cái video clip từ cái thời thỏ Lai Hy á. Nó lâu lắm rồi. Xong rồi đến khi mà làm xong rồi ghép vô thôi. Mà công nhận là một điều á, mình kiểu rất là nể các bạn vẽ trên cái ứng dụng vẽ gì mình không biết tên, nhưng mà giỏi. Tôi thấy nhiều bạn vẽ bằng cái ứng dụng gì trên điện thoại nè, mà có nhiều bạn đầu tư cả iPad, cả cái que gì nữa đó, cái que gì mà quẹt quẹt trên cái iPad ấy. Mình cũng tải cái app đó về rồi, cái gì mà át át gì đó mà không có làm được. Rim sục đâu, con rim sục đâu, bước ra đây. Yểm hầu lên mẹ hả? Bye bye nha. Trời ơi. Trời ơi, thời nào rồi mà con Tobie. Con mộng phù mỏ. Ôi, cái binh điểm nó vàng quá. Bực bội luôn ý.
thì hai con hầu lên. Mình chỉ sợ nó đảo hầu liên tục, đâm ra là mình không biết con nào với con nào. Thả tên. Lát quá. Game sập chưa trời, ăn được cái con này nó lóc cửa sổ tôi. Chắc chắn là con Tomimu nó lóc cửa sổ. Trời ơi nó lát mọi người. Cái binh nó đỏ le luôn. Rim sụt tốc biến. Để đổi sang 4G đi. Lát như quỷ. Rồi nó đẩy con hầu đỏ đi theo mình nữa kìa. Cho nên là mình phải giữ khoảng cách an toàn nhé. Quỷ. Chết rồi. Ôi cái hitbox vậy mà dính. Hiện tại thì có rất là nhiều bạn comment trong video của mình bảo là làm sao để vào được game. Mình cũng không biết giải thích kiểu gì. Tại vì mình vào bình thường. Nhưng mà đôi khi khoảng 8 giờ tối đổ về sau là chơi rất là lag. Không chơi 8-2 được luôn ấy. Mà hiện tại thì mình có đang dùng một cái gói U Booster. Một tháng là hết 80.000. Thì công nhận là dùng cái đấy thì vào game cũng rất là ổn định. Đặc biệt là chơi bên server chung. Nhưng mà nó lag là vẫn lag à. Ừ, cái đó là mình chia sẻ thật lòng. Nên là mọi người có cân nhắc mua thì mọi người mua nhé. Cái ở đây là chơi bên server chung thì rất là mượt. Nhưng mà chơi bên server quốc tế lag nó vẫn lag nha. Ủa, không ai cứu mình à? Trời ơi. 4 máy rồi đó. Nên là cái việc mà mọi người sửa hay là mọi người coi cái ping sao thì mình cũng không rõ. Nên là cũng cẩn thận với cái áp phích. Trời ơi. Trời ơi. Cover tớ nha, đừng có bỏ tớ, tớ cay quá trời. Bây giờ là bạn Mộng Phù Mỏ. Trời ơi. Tôi đu mà ông ấy đứng ở dưới ông chặn. Chị gái ơi. Chị tha cho em lần này chị gái ơi. Mình ca là mình phải đảo con hầu này với đảo con hầu kia nhá. Chứ mọi người cứ nhìn một con thôi là rất là nguy hiểm. Tại vì hiện tại trên bản đồ là có hai con. Con đỏ là của mình đấy. Ok, Hương Sư sang đây phụ nữa rồi. Đừng đập ván nhá mọi người. Mọi người đập ván là hết bãi cai đấy. Bây giờ là chơi cái trò chiến thuật là đảo hai hầu để đánh lừa tâm lý đúng không? Nhưng mà xin lỗi ha. Đồng đội tôi hơi bị đông. Hay quá. Rồi. Hương Sư cứu nữa là đẹp rồi đó. Thôi mình đi đây, mình lôi con hầu của mình ra đã. Cái thứ hai nữa là mọi người nhớ phải lấy con hầu của mình ra xa đồng đội ra nhé. Đừng có để nó làm phiền đồng đội của mình. Đây, chẳng hạn mình đi xa lôi con hầu ra này, cho Hương Sư dễ cứu. Đó, con hầu đỏ đi theo mình rồi đó. Ok. Thôi chắc khỏi lục hòm đi. Đang lục cái nó búa cho một cái. Công sức mọi người cover đổ sông đổ biển đúng không? Nên là mọi người hạn chế nha. Amy này có một cái emote gây hấn. Trời. Rất là đẹp mọi người ạ. Thật sự rất là đẹp. Để lát nữa mình sẽ dùng cho các bạn cùng xem. Đấy cho nên là khi mà Karim Wick chỉ cần để ý cái phần con hầu một cái là mình sẽ rất là dễ. Nhưng mà khổ cái là trận này thì bạn ấy mang tốc biến. Chính vì vậy là cũng dễ cai hơn xíu so với thả chó đúng không? Đấy, cái emote rất là đẹp nha mọi người. Đấy, bạn ấy cười này. Cái vòm miệng á, nó dễ thương dã man luôn. Mọi người xem cái vòm miệng này. Đấy. Đôi mắt thì xanh ngọc luôn này. Nhìn mà động lòng luôn á, thật sự cái này là chia sẻ thiệt. Cái vòm, cái cơ, cái tạo hình cái miệng rất là đẹp. 10 điểm nha. Và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau và chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ nha. Bye bye.